Câu này còn cái câu cuối nữa. Đời sống của một cư sĩ hướng đến con đường tu tập sẽ không giàu sang vật chất, do không hứng thú gia tăng vật chất, không địa vị xã hội, do không muốn làm ông này bà nọ, nhưng cái trí và sự sáng suốt vẫn hơn người khác. Cuộc sống như vậy có đúng chánh pháp không sư? Hay với cái trí hơn người, mình phải đứng trên những người khác, cả vật chất lẫn tinh thần? Hay khi đã không còn hứng thú với vật chất danh lợi thì nên xuất ly thế gian? Quý vị nên hiểu là cái đời sống cư sĩ và đời sống tu sĩ nó khác nhau. Tức là đời sống của người tại gia và đời sống của người xuất gia khác nhau. Sư dựa theo kinh điển đi. Chúng ta có những vị thánh cư sĩ. Mà quý vị biết những vị thánh mà còn là cư sĩ thì các vị đó rất là đáng quý. Trong đó, bà Quý Sa Kha, bà vẫn lập gia đình nhưng mà bà rất là giàu. Ông Cấp Cô Độc, ông vẫn lập gia đình và ông vẫn kinh doanh. Trong đó đó, thậm chí có những cái như là ông trong một số đoạn kinh, tức là ông có cho người khác vay tiền nữa. Ông có cho người khác vay tiền nữa. Và ông cũng có bạn hàng. Đấy, tức là ông cũng có làm ăn mua bán. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là đời sống cư sĩ đó không phải là mình cứ phải nghèo. Các vị thánh đôi khi các ngài vẫn giàu, đương nhiên chắc chắn là vẫn có những vị nghèo. Nhưng mà các ngài vẫn phải làm ăn. Để chi? Để nuôi sống gia đình. Đó là chưa kể đó, chúng ta có những vị vua và những vị quan trọng thần, ví dụ như vua Bimbisara, vua Basenadi, mình hay gọi là vua Bình Sa hoặc là vua Ba Tư Nặc ấy, thì đó cũng là những vị vua. Tức là nếu như một người cư sĩ hiểu đạo thì họ sống đúng với lẽ đạo và họ làm ăn mua bán đúng với lẽ đạo. Để chi? Để kiếm tiền lo cho gia đình, và một phần là để có tiền hỗ trợ cho tăng đoàn. Đấy. Còn những vị mà giàu hay nghèo á, nó có hai lý do. Thứ nhất là do cái phước quá khứ. Cái thứ hai á là do nỗ lực hiện tại. Chứ còn sư ngại là mình đổ thừa, tức là tôi nghèo là tại vì tôi lo tu, tôi không có lo làm ăn mua bán, thì nó kỳ lắm. Người ta sẽ nhìn cái đạo Phật mình là một cái đạo gì đó mà nó lười biếng, nó không có lao động. Đó là đời sống của cư sĩ. Còn đời sống tu sĩ mới là một đời sống không có kiếm tiền. Tức là gì? Vì đó xuất ly và lo vun bồi các pháp tăng thượng tâm, các pháp tăng thượng giới và các pháp tăng thượng tuệ. Cho nên ấy, chúng ta mới chia ra rành mạch là hai cái đời sống tại gia và xuất gia. Và đời sống tại gia thì nói gì thì nói, nó cũng khó mà có thể phát triển giới định và tuệ như là đời sống xuất gia. Vì lẽ đó đó, nếu như mà quý vị cảm thấy là mình có thể từ bỏ được đời sống thế tục, có thể từ bỏ được những cái danh lợi vật chất, thì quý vị có thể lựa chọn con đường xuất gia. Nhưng mà nhớ, mình xuất gia là để mình cầu đạo giải thoát, chứ không phải như một số bộ phận xuất gia để tìm cái đường khác để làm ăn, và họ coi cái đời sống tu hành là cũng là một cách khác để làm ăn mua bán. Thì cẩn thận cái chuyện đó.